app VietJack. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì. Vào thư viện app, tải ngay app VietJack. Xin chào tất cả các con. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con hoàn thành bài tập trong vở bài tập tiếng Việt lớp 2 theo chương trình sách giáo khoa mới, bộ sách Cánh Diều. Bài 27, ôn tập giữa học kỳ 1. Chúng ta cùng đến với tiết 3, tiết 4. Các con hãy lắng nghe cô đọc mẫu bài thơ Con Vỏi Con Voi để làm bài tập. Con vỏi con voi, bạn sinh ở thủ đô, rừng là gì chưa biết, mời bạn đến công viên, xem voi là hiểu hết. Đường rừng lắm loại gai, lòng suối nhiều đá sắc, nên da voi rất dày, chân đạp gì cũng nát. Tai voi là cái quạt, mỗi rừng nhiều quạt bay, rừng cũng còn kẻ ác, nên ngà voi phải dài. Rừng là cây xúm xịt, nên voi mới có vòi, vướng cành voi bẻ rắc, trong rừng như đi chơi. Cuối cùng là cái đuôi, vì ở rừng vắng vẻ, voi cũng buồn một tị, có đuôi làm đồ chơi. Bài thơ này của tác giả Nguyễn Hoàng Sơn. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu bài nhé. Câu 1, đọc các khổ thơ 2, 3, 4 cho biết. A. Mỗi khổ thơ nói về những bộ phận nào của con voi? Nói đúng. Ở đây cô có khổ thơ 2, khổ thơ 3, khổ thơ 4. Và bên phải thì cô có các bộ phận của con voi, đó chính là vòi voi, da voi, chân voi, tai voi, ngà voi. Các con hãy đọc lại các khổ thơ trong bài Con Vỏi Con Voi và nối những bộ phận của con voi vào những khổ thơ sao cho phù hợp. Các con đã nối như thế nào? Bây giờ các con hãy so sánh với kết quả của cô. Ở khổ thơ 2 thì bộ phận đó là vòi voi. Ở khổ thơ 3 nói về bộ phận đó là da voi và chân voi. Và ở khổ thơ thứ 4 nói về bộ phận tai voi và ngà voi. Câu B, mỗi bộ phận ấy có đặc điểm gì? Vòi voi, da voi, chân voi, tai voi, ngà voi. Các con hãy suy nghĩ và cho cô biết mỗi bộ phận ấy có đặc điểm gì. Các con hãy viết vào những chỗ chấm còn lại nhé. Với vòi voi thì có đặc điểm đó là dày và to. Với da voi thì dày, chân voi thì đạp gì cũng nát, tai voi thì to như cái quạt, và ngà voi thì có đặc điểm là dài và nhọn. Câu C, theo tác giả, vì sao bộ phận ấy có đặc điểm như vậy? Ở đây cô có các bộ phận như vòi voi, da voi, chân voi, tai voi, ngà voi. Theo các con, vì sao các bộ phận ấy có đặc điểm như vậy? Các con hãy suy nghĩ và làm điền vào sao cho phù hợp. Vòi voi có đặc điểm như vậy vì vòi voi giúp voi bẻ cành cây vướng trong rừng. Da voi dày vì đường rừng nhiều gai, lòng suối nhiều đá sắc. Chân voi đạp gì cũng nát vì đường rừng khó đi. Tai voi to như cái quạt vì rừng có nhiều muỗi. Ngà voi dài và nhọn vì rừng có nhiều kẻ ác. Câu 2, đọc khổ thơ 5 và cho biết. A. Theo tác giả, con voi có đuôi vì sao? B. Qua cách giải thích của tác giả, em thấy con voi giống ai? Các con hãy đọc lại khổ thơ thứ 5 và trả lời cho cô biết con voi có đuôi vì sao và qua cách giải thích của tác giả, em thấy con voi giống ai? Các con hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi. Đúng rồi, con voi có đuôi vì con voi vì rừng rất vắng vẻ, voi có đuôi dài làm đồ chơi. Câu B, qua cách giải thích của tác giả thì chúng ta thấy con voi giống một đứa trẻ đang tự tạo niềm vui cho chính bản thân mình. Câu C, các con có cách giải thích nào khác không? Chúng ta có cách giải thích khác bởi vì theo em voi có đuôi vì giúp voi có thể kéo thêm các vật nặng khác ngoài vòi để dọa nạt kẻ thù. Tiếp theo chúng ta sang tiết 5 và tiết 6. Các con hãy lắng nghe cô đọc bài Cây đa quê hương. Cây đa nghìn năm đã gắn liền với thời thơ ấu của chúng tôi. Đó là một tòa cổ kính hơn là một thân cây. 9-10 đứa trẻ chúng tôi bắt tay nhau ôm không xuể. Cành cây lớn hơn cột đình, ngọn chót vót giữa trời xanh. Rễ cây nổi lên mặt đất thành những hình thù quái lạ, những con rắn hổ mang giận dữ. Trong vòng lá, gió chiều gảy lên những điệu nhạc ly kỳ, tưởng chừng như ai đang cười, đang nói. Chiều chiều, chúng tôi ra ngồi gốc cây đa hóng mát. Lúa vàng gợn sóng, xa xa, giữa cánh đồng, đàn trâu ra về, lững thững từng bước nặng nề. Bóng sừng trâu dưới ánh chiều kéo dài, lan giữa ruộng đồng yên lặng. Theo tác giả Nguyễn Khắc Viện. Vừa rồi các con đã được lắng nghe cô đọc bài Cây đa quê hương. Bây giờ chúng mình sẽ làm bài tập nhé. Câu 1. Câu văn nào cho biết cây đa đã sống rất lâu? Đánh dấu tích và ô trống trước ý đúng. Cây đa nghìn năm gắn với thời thơ ấu của chúng tôi. Thân cây như một tòa nhà cổ kính. Ngọn cây cao vút giữa trời xanh. Câu văn nào cho các con biết cây đa đã sống từ rất lâu? Các con sẽ đánh dấu tích và ô trống trước ý đúng. Câu văn cho biết cây đa đã có từ rất lâu bởi vì cây đa nghìn năm gắn với thời thơ ấu của chúng tôi. Thân cây như một tòa nhà cổ kính. Câu 2. Các bộ phận của cây đa được tả bằng những hình ảnh nào? Ghép đúng. Ở cột bên trái cô có các bộ phận, đó là thân cây, cành cây, ngọn cây, rễ cây. Ở cột bên phải là những hình ảnh lớn hơn cột đình, chót vót giữa trời xanh, 9-10 đứa trẻ ôm không xuể, nổi lên mặt đất thành những hình thù quái lạ, những con rắn hổ mang. Theo các con, bộ phận của cây đa được tả bằng những hình ảnh nào? Các con sẽ ghép sao cho phù hợp. Các con đã ghép các bộ phận của cây đa bằng những hình ảnh như thế nào? Bây giờ các con hãy so sánh với kết quả của cô. Thân cây thì 9-10 đứa trẻ ôm không xuể. Cành cây thì lớn hơn cột đình. Ngọn cây chót vót giữa trời xanh. Và rễ cây thì nổi lên mặt đất thành những hình thù quái lạ như những con rắn hổ mang. Câu 3. Ngồi hóng mát dưới gốc đa, tác giả và bạn bè còn thấy những hình ảnh đẹp nào của quê hương? Ngồi hóng mát dưới gốc đa, tác giả và bạn bè còn thấy những hình ảnh đẹp, đó là lúa vàng gợn sóng, xa xa giữa cánh đồng, đàn trâu ra về, lững thững bước nặng nề, bóng sừng trâu dưới ánh chiều dài, lan giữa ruộng đồng. Câu 4. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm. A. Lúa vàng gợn sóng. B. Cành cây lớn hơn cột đình. C. Đám trẻ ngồi dưới gốc đa hóng mát. Các con hãy suy nghĩ và tìm những câu hỏi đặt cho bộ phận câu in đậm. Với câu A, bộ phận in đậm là gì? Câu A thì bộ phận in đậm đó là gợn sóng. Các con hãy suy nghĩ và đặt câu hỏi cho bộ phận gợn sóng. Câu hỏi cho bộ phận gợn sóng đó là lúa vàng thế nào? Câu B. Câu hỏi cho bộ phận lớn hơn cột đình đó là cành cây thế nào? Với câu C thì bộ phận in đậm ở đây là gì? Câu C bộ phận in đậm là ngồi dưới gốc đa hóng mát. Bộ phận ngồi dưới gốc đa hóng mát trả lời cho câu hỏi đám trẻ làm gì? Câu 5. Đặt câu theo mẫu ai thế nào để nói về cây đa trong bài đọc trên. B. Nói về tình cảm của tác giả với quê hương. Các con hãy suy nghĩ và đặt câu theo mẫu câu ai thế nào. Với câu A, nói về cây đa trong bài thơ, thì các con sẽ đặt câu theo mẫu ai thế nào như? Chúng ta đặt câu như sau. Cây đa rất đẹp. Với câu B nói về tình cảm của tác giả với quê hương thì chúng ta có thể đặt câu tác giả rất tự hào về cây đa quê hương. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang tiết 78. Câu 2, em cần đặt dấu chấm vào những chỗ nào để ngắt đoạn văn sau thành 3 câu. Chữ đầu câu cần viết thế nào? Con mèo rơi từ gác cao đến đâu cũng đặt được cả 4 chân xuống trước con chó. Chỉ đánh hơi cũng biết người lạ, người quen. Chim bồ câu dù thả xa hàng chục ngày đường vẫn bay được về đúng cái tổ có 2 lỗ cửa tròn treo lưng cau nhà mình. Các con hãy suy nghĩ và đặt dấu chấm vào những chỗ để ngắt đoạn văn thành 3 câu. Chúng ta đặt dấu chấm như sau. Con mèo rơi từ gác cao đến đâu cũng đặt được cả 4 chân xuống trước, chấm. Con chó chỉ đánh hơi cũng biết người lạ, người quen, chấm. Chim bồ câu dù thả xa hàng chục ngày đường vẫn bay được về đúng cái tổ có 2 lỗ cửa tròn treo lưng cau nhà mình. Theo các con thì sau dấu chấm thì chúng ta cần viết thế nào? Sau dấu chấm chúng ta cần viết hoa. Viết hoa từ con chó và từ chim bồ câu. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang tiết 9-10. Các con hãy lắng nghe, đọc thầm và lắng nghe cô đọc bài Lũy Tre. Mỗi sớm mai thức dậy, lũy tre xanh rì rào, ngọn tre cong ngọng vó, kéo mặt trời lên cao. Những trưa đồng đầy nắng, trâu nằm nhai bóng râm, tre bần thần nhớ gió, chợt về đầy tiếng chim. Mặt trời xuống núi ngủ, tre nâng vầng trăng lên, sao sao tre đầy cành, suốt đêm dài thắp sáng. Bỗng gà lên tiếng gáy, xôn xao ngoài lũy tre, đêm chuyển dần về sáng, mầm măng đợi nắng về. Bài thơ Lũy Tre của tác giả Nguyễn Công Dương. Bây giờ các con hãy đọc thầm và làm bài tập. Câu 1, mỗi khổ thơ tả lũy tre vào buổi sáng trong ngày, nối đúng. Cô có khổ thơ 1, khổ thơ 2, khổ thơ 3, khổ thơ 4. Theo các con, khổ thơ 1, khổ thơ 2, khổ thơ 3, khổ thơ 4 tả vào buổi nào trong ngày? Buổi trưa hay buổi sáng? Rạng sáng hay buổi tối? Các con hãy nối sao cho phù hợp. Các con đã nối như thế nào? Hãy so sánh với kết quả của cô. Với khổ thơ 1 thì tả lũy tre vào buổi sáng. Khổ thơ 2 thì tả lũy tre vào buổi trưa. Khổ thơ 3 tả lũy tre vào buổi tối. Khổ thơ 4 tả lũy tre vào rạng sáng. Câu 2, đánh dấu tích và ô trống trước câu trả lời đúng. Dòng thơ nào gợi tả một buổi sáng trời có gió? B, dòng thơ nào gợi tả một buổi trưa trời nặng gió? C, em hiểu nội dung bài thơ thế nào? Các con hãy đánh dấu tích và ô trống trước câu trả lời đúng cho các câu hỏi trên nhé. Theo các con, dòng thơ nào gợi tả buổi sáng trời có gió? Đó là lũy tre xanh rì rào. Dòng thơ nào gợi tả một buổi trưa trời lặng gió? Dòng thơ gợi tả một buổi trưa trời nặng gió đó là tre bần thần nhớ gió. Vậy dòng thơ nào cho các con hiểu nội dung bài thơ? Dòng thơ để cho các con hiểu nội dung bài thơ đó là bài thơ nói lên tình yêu với lũy tre, với quê hương. Câu 3, đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm. Lũy tre xanh rì rào trước gió. B, trâu nằm nghỉ dưới bóng tre. C, sao đêm như những ngọn đèn thắp sáng trên cành tre. Với câu A thì bộ phận in đậm ở đây đó là rì rào trước gió. Các con hãy đặt câu hỏi cho bộ phận rì rào trước gió. Câu hỏi cho bộ phận rì rào rực gió đó là lũy tre xanh như thế nào? Với câu B, bộ phận in đậm ở đây là gì? Bộ phận in đậm ở câu B đó là nằm nghỉ dưới bóng tre. Bộ phận nằm nghỉ dưới bóng tre trả lời cho câu hỏi trâu làm gì? Với câu C, sao đêm là bộ phận in đậm. bộ phận in đậm sao đêm trả lời cho câu hỏi cái gì như những ngọn đèn thắp sáng trên cành tre. Câu 4. Đặt hai câu tả lũy tre. A. Một câu có bộ phận trả lời cho câu hỏi khi nào. B. Một câu có bộ phận trả lời cho câu hỏi ở đâu. Bây giờ các con hãy suy nghĩ và đặt hai câu trả lời tả lũy tre. Một câu trả lời cho bộ phận câu hỏi khi nào. Một câu có bộ phận trả lời cho câu hỏi ở đâu. Các con hãy suy nghĩ và đặt hai câu. Với câu A, chúng ta có thể đặt câu đó là mỗi buổi sớm mai, lũy tre lại rì rào nói chuyện. Câu B, chúng ta sẽ đặt câu trả lời cho câu hỏi ở đâu. Chú trâu nằm dưới lũy tre mát, mỗi trưa hè ói ả. B, viết. Hãy viết một đoạn văn ít nhất 4 đến 5 câu về một đồ vật, đồ chơi em yêu thích. Cô lấy ví dụ, có bạn viết như sau. Đồ chơi tôi yêu quý đó là chú, chó bông bé nhỏ. Cô mặc áo đỏ, váy xanh rất chững chạc, cổ còn thắt nơ màu đỏ rất đẹp. Mắt cô là hai cái cúc đen láy, bộ lông cô dày, màu vàng nhạt và vô cùng ấm áp. Cô chó bông thật đáng yêu. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con. Khóa học VietJack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của VietJack.